Bây giờ là buổi chiều, phái đoàn sẽ dẫn chúng ta ghé qua viếng thăm một ngôi miếu. Nghe nói ngôi miếu này rất là linh thiêng. Và khi mà bước vào bên trong ngôi miếu này thì tất cả mọi người phải để giày dép bên ngoài vì có người coi chừng giùm.